Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp của Kisato Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Hôm nay Kisato xin giới thiệu mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái của gia đình anh Phạm Lê Trường tại Thanh Hóa. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất cùng lắng nghe và thấu hiểu một cách sâu sắc những mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã thiết kế ngôi nhà với diện tích 141m², chiều ngang 9,1m, chiều sâu là 15,5m, chiều cao là 9,2m, được bố trí các phòng một cách thật hợp lý và khoa học cho gia chủ. Công năng bao gồm phòng khách 29,87m², phòng thờ 11,87m², phòng ăn 13,54m², 4 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,95m², 13,95m², 19,01m², 14,7m². Gam màu ghi chủ đạo kết hợp với sắc nâu của khung cửa được sử dụng phổ biến trong kiến trúc của mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái, làm nổi bật lên các chi tiết trang trí mang lại sức quyến rũ mới lạ, toát lên vẻ đẹp hùng hồn. Để làm nổi bật sự chắc chắn của tổng thể ngôi nhà thì vật liệu cao cấp không thể không nhắc đến, đó chính là gạch ốp chân tường. Nó được coi như lớp áo bảo vệ cho bức tường khỏi các xâm hại bên ngoài như nắng mưa, bụi bẩn. Loại gạch ốp này cũng có những ưu điểm nổi trội như độ bền cao, tuổi thọ lâu, chất lượng tốt, không bị rêu mốc phát triển sinh sôi. Hệ mái thái xanh có độ dốc khá cao, thoát nước nhanh, bảo vệ ngôi nhà khỏi các yếu tố tiêu cực của thời tiết và làm tăng tính hiện đại, tinh tế về thẩm mỹ. Ngoài ra mái thái còn có nhiều ưu điểm khác như chống ồn, chống nóng, tản nhiệt tốt, giúp ngôi nhà luôn mát mẻ vào hè và ấm áp vào mùa đông. Hệ cửa chính được làm bằng cửa pano gỗ kính, đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ, chất liệu gỗ bền chắc, không bị cong vênh, mối mọt là một điểm thành công lớn của thiết kế. Cửa sổ được kiến trúc sư sử dụng cửa kính khung nhôm sinh pha giúp tận dụng lấy ánh sáng tối đa, khiến ngôi nhà trở nên thông thoáng, mới mẻ. Đồng thời cũng mở ra nhiều hướng view đẹp mắt giúp gia chủ có thể nhìn ngắm ra khung cảnh sân vườn. Nhằm mang đến không gian mở tối đa, chúng tôi đã trang trí thêm cho ngôi nhà những bồn hoa, tiểu cảnh xinh xắn đem lại bầu không khí trong lành, tươi mới, tạo cảm giác thư giãn, tận hưởng cho gia chủ. Vậy là vừa rồi Kisato đã gửi đến các bạn mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái của gia đình anh Lê Văn Huỳnh tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo.